Thưa quý vị, từ ngày 17 tháng 8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn, kết quả trúng tuyển đại học năm 2024. Thí sinh cần kiểm tra kết quả trúng tuyển bằng cách đối chiếu điểm thi, nguyện vọng với điểm chuẩn của ngành và trường đã đăng ký. Để chắc chắn, thí sinh cần theo dõi danh sách trúng tuyển. Sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn, thí sinh có thể kiểm tra kết quả trúng tuyển bằng cách đối chiếu điểm thi, nguyện vọng với điểm chuẩn của ngành và trường đã đăng ký. Để chắc chắn, thí sinh cần theo dõi danh sách trúng tuyển. Thí sinh cần xác nhận nhập học trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất là 17 giờ ngày 27 tháng 8. Tất cả thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung. Nếu bỏ qua bước này và không có lý do chính đáng, thí sinh bị hủy kết quả. Từ ngày 28 tháng 8, các trường chưa đủ chỉ tiêu có thể tuyển bổ sung. Thí sinh chưa trúng tuyển, nếu có nhu cầu đăng ký, cần theo dõi các trang thông tin của trường và làm theo hướng dẫn. Thưa quý vị, hiện đã có hơn 100 trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024. Ghi nhận chung từ các trường cho thấy là điểm chuẩn năm nay tăng so với năm ngoái, trong đó thì có những ngành tăng gần 5 điểm. Hầu hết các ngành năm nay đều tăng điểm chuẩn, đặc biệt tăng mạnh ở các ngành trường top chung. Vì điểm chuẩn đại học năm nay tăng là điều đã được dự báo trước, ngay khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, khi mà đề thi năm nay được coi là tương đối dễ thở, đề thi môn ngữ văn còn được coi là trúng tủ. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì các trường sẽ công bố điểm chuẩn chậm nhất đến 17 giờ chiều ngày 19 tháng 8.